Nếu mà thế thì cho em đi luôn, thế lại nhanh. Nếu mà em đã chăm bằng mặt được thì thôi cũng phải đành. Đã có qua nhiều thứ xảy ra và toán những chuyện chẳng lành. Đôi dòng tin gửi em hồi ấm là em đã xem rồi. Ông ấy cứ bảo anh bỏ đi cảnh ấy nó đen cùi. Nếu mà không phải em thì không phải bất cứ ai trên đời. Nếu mà không phải anh thì anh không muốn thấy em vui. Nếu mà đi cả nhau thì đừng loanh quanh ước quan hoa. Giờ party của anh thì baby chưa có tham gia. Anh chẳng có quyền chi, anh đâu phải quan tòa. Anh chỉ cần ăn rượu pha và Sprite tới khi nó tan ra. Đi vòng quanh thủ đô trong thật cao lòng anh muốn hét lên. Nếu anh không thể yêu thì cũng đừng lo cho anh phải ghét em. Em bỏ bếp boy camo giữ em chuyển sang SH. Anh đã cố để giữ hòa khí với cái thằng em gọi là best friend. Chỉ là hôm nay thôi anh hờ sợ cũng muốn được yêu. Có tim khô cằn này cũng có vẻ dài được muốn được feel. Lấp lánh trước mắt ngỡ như anh đang đi ngược chiều. Viết bài hát về em cũng chỉ để nói với em một điều. Nếu mà không phải anh, nếu mà không phải anh. Nếu mà thế thì cho em đi luôn, thế lại nhanh. Nhưng mà em đã trao cái bản mặt thì thôi cũng phải đành. Đã có qua nhiều thứ xảy ra và toán những chuyện chẳng lành. Đôi dòng tin gửi em hồi âm là em đã xem rồi. Ông mình cứ bảo anh bỏ đi cảnh anh nó đen thui. Nếu mà không phải em thì không phải bất cứ ai trên đời. Nếu mà không phải anh thì anh không muốn thấy em vui. Son si la fami anh lại lên đô. Em phải kho được to xong lại hòm mi ở bên hồ. Cứ đang đang trắng trắng đó là sao mà anh lại bê mồ. Anh chỉ muốn giọng nói trong đầu anh muốn ghê cô. Xin cho những para nói cái màu đi hết. Thì cứ coi như là anh không biết gì. Nếu mà sau này em buồn cũng đừng kêu coi như anh điên đi. Nếu mà đây là em thì những người kia anh cũng chẳng biết gì. Nếu mà không phải em thì nơi đây vẫn là highly whiskey. Nếu mà có lần sau thì em vẫn sẽ có tên trong wishlist. Tốt thôi, nếu mà không phải anh. Nếu mà thế thì cho em đi luôn, đi lại nhanh. Nếu mà em đã trả cái bản mặt này thì thôi cũng phải đành. Đã có qua nhiều thứ xảy ra và toàn những chuyện chẳng lành. Đôi dòng tin gửi em hồi âm là em đã xem rồi. Ôm cứ bảo anh bỏ đi cảnh này nó đen thui. Nếu mà không phải em thì không phải bất cứ ai trên đời. Nếu mà không phải anh thì anh không muốn thấy em vui.